những lời nguyền xoay quanh chùa Thiên Mụ. Theo lời kể, xưa kia, khi chú Nguyễn còn cai trị ở đàng trong, tư tưởng lễ giáo phong kiến, cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó rất nặng nề. Thời điểm ấy, một đôi trai gái yêu nhau mặn nồng. Tuy nhiên, cô gái là tiểu thư khuê các, xinh đẹp và là con một vị quan giàu có. Còn chàng trai lại mồ côi, nghèo đói. Vì vậy, gia đình cô đã ngăn cấm quyết liệt. Quá đau khổ, cả hai đã cùng nhau ra bến thuyền mụ phía trước chùa Thiên Mụ để tự vẫn. Chớ trêu thay, chàng trai đã chết dưới dòng sông Hương, còn cô gái lại dạt vào bờ và được dân làng cứu sống. Sau đó, gia đình đã đưa cô về và ép lấy một người giàu có. Thời gian trôi qua, nàng dần quên đi những kỷ niệm với chàng trai năm nào. Còn chàng nằm dưới sông Hương, chờ người yêu mà không thấy, nên uất hận cho số phận mình và nhập vào chùa Thiên Mụ, nguyện rằng bất cứ đôi trai gái nào yêu nhau đến đây thì tình yêu sẽ đổ vỡ và chia tay. Lời nguyện được người đời truyền tới ngày nay khiến cho chùa Thiên Mụ thêm linh thiêng và huyền bí. Xin chào các bạn, ngày hôm nay Hoàng Nam đang có mặt tại Thừa Thiên Huế để tới thăm một ngôi chùa rất nổi tiếng đối với những người Việt Nam, đó chính là chùa Thiên Mụ. Chùa Thiên Mụ hay còn có tên gọi khác là chùa Linh Mụ, nhưng mà được dân gian gọi nó với một cái tên là chùa Oán Duyên Tình, bởi vì họ cho rằng nhiều đôi yêu nhau, những cái cặp đôi khi mà tới đây thì thường khi về sẽ dễ bị chia tay. Thực hư cái lời đồn này như thế nào? Bây giờ xin mời các bạn hãy cùng Nam tới cái ngôi chùa cực kỳ nổi tiếng này để tìm hiểu nhé. Ca dao Việt Nam có câu: gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông Thiên Mụ canh gà thọ xương. Hẳn chùa Thiên Mụ từ lâu đã trở thành một trong những biểu tượng của xứ Huế mộng mơ. Nơi này không chỉ yên tĩnh, là điểm đến lý tưởng cho Phật tử thập phương, mà còn lưu truyền một lời nguyền tình yêu. Bởi vậy, đối với nhiều người, chùa Thiên Mụ là chốn linh thiêng và đầy bí ẩn. Chùa Thiên Mụ nằm trên đồi Hà Khê, bên dòng sông Hương thơ mộng, trữ tình, thuộc địa phận phường Kim Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chùa chính thức khởi lập năm Tân Sửu, tức năm 1601, đời chúa Nguyễn Hoàng, vị chúa Nguyễn đầu tiên ở đàng trong, và đây cũng là một trong những ngôi chùa cổ nhất ở cố đô. Một biểu tượng gắn với hình ảnh chùa Thiên Mụ chính là tháp Phước Duyên. Tháp cao 21m, gồm 7 tầng, được xây dựng ở phía trước chùa. Mỗi tầng tháp đều có thờ tượng Phật. Bên trong có cầu thang hình xoắn ốc dẫn lên tầng trên cùng, nơi mà trước đây có thờ tượng Phật bằng vàng. Ngôi tháp này chính là cái điểm nhấn và gây cho chúng ta một cái ấn tượng nhất, bởi vì cái hình ảnh của nó đã xuất hiện rất nhiều trong những cái thước phim trên đồng tiền của Việt Nam. Đây là một cái kiến trúc làm bằng gạch đỏ. Tòa tháp này có tất cả 7 tầng và cái dấu hiệu Phật giáo rất là rõ nét trên từng cái họa tiết, những cái trang trí. Có một điều tôi thấy khá là tương đồng, đó là tòa tháp ở chùa Thiên Mụ với cột cờ ở Hà Nội khá là giống nhau ở chất liệu. Có thể rằng là do một người hoặc là theo cái phong cách kiến trúc ngày xưa là như vậy. Và tôi thực sự rất là tò mò về cái tòa tháp này và rất là muốn đi lên để xem. Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy ở đây đã được khóa qua hai lớp cửa cơ. Đầu tiên là lớp cửa sắt, ở trong là một lớp cửa gỗ có kính nữa, đều khóa rất là kiên cố. Ở đây thì ghi là tháp Phước Duyên, có một cái phủ điêu ghi ở dưới, dựng vào năm 1845 dưới thời Hoàng đế Thiệu Trị.
nhân dịp mừng thọ lần thứ 80 của bà nội hoàng đế. Thuận Thiên Cao Hoàng hậu, tháp cao trên 21 mét, bên trong 7 tầng tháp đều thờ Phật. Đó, đúng như những cái dấu hiệu mà tôi nhận thấy đầu tiên khi mà nhìn thấy cái tòa tháp này. Ngoài tháp Phước Duyên, chùa Thiên Mụ còn có những công trình kiến trúc như điện Đại Hùng, điện Địa Tạng, điện Quan Âm, cùng bia đá, chuông đồng. Thêm nữa, chùa còn là nơi có nhiều cổ vật quý giá về mặt lịch sử và nghệ thuật. Những bức tượng hộ pháp, tượng thập vương, tượng Phật Di Lặc, tượng Tam Thế Phật hay những hoành phi câu đối ở đây đều ghi dấu những thời kỳ lịch sử vàng son của chùa Thiên Mụ. Tọa lạc bên bờ sông Hương thơ mộng, chùa Thiên Mụ với kiến trúc cổ kính đã góp phần tô điểm thêm cho bức tranh thiên nhiên nơi đây càng thêm duyên dáng, trang nghiêm và linh thiêng. Thực sự là đây là một cái ngôi chùa có khuôn viên rất là thoáng rộng các bạn ạ. À, nhìn mình cảm thấy có thể là bởi vì ngôi chùa này giữ được những cái đường nét kiến trúc từ ngày xưa. Và tôi có cảm nhận được một cái gì đó khá là thanh tịnh ở trong lòng khi mà tới đây. Một cái gì đó rất Việt Nam mà có lẽ khi các bạn tới đây các bạn mới có thể cảm nhận đó giống như tôi. Bây giờ mình miêu tả thì có phần chưa được xác thực lắm, bởi vì tất cả mọi thứ đối với tôi nó là những cái gì nó tức thời ngay lúc này tôi nói ra, thì những cái câu từ đôi khi nó nghĩ trong đầu nó chưa được chính xác. Sư thầy đang tu hành tại chùa Thiên Mụ cho biết, chuyện người đời nói ở chùa mang lời nguyền tình duyên là không có. Thời xưa, trong khuôn viên chùa cây cối rất nhiều, các đôi tình nhân thường rủ nhau đến chùa, lợi dụng cây cối trong chùa xanh tốt, nên đã làm những chuyện trái với luân thường đạo lý. Không thể chấp nhận được điều đó, người dân đã dựng lên câu chuyện về lời nguyền để giữ sự thanh tịnh cho ngôi chùa. Cùng quan điểm với sư thầy, nhà Huế học Phan Thuận An chia sẻ, những người yêu nhau lên đó làm những chuyện không hay trong khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh của chùa đã làm ảnh hưởng xấu tới cửa Phật. Nếu yêu nhau thật lòng, giữ tư cách trước cõi trang nghiêm, tôi nghĩ không có vấn đề gì. Như vậy, nếu các bạn đến chùa để vãn cảnh, chiêm bái tận hưởng khung cảnh thanh tịnh, cầu mong những điều tốt đẹp, thì sẽ là hành động được chào đón. Tuy nhiên, nếu làm sai trái, các bạn sẽ gặp phải sự đổ vỡ. Qua đây, cũng như những sư thầy trong chùa, đều mong Phật tử có thể đến chùa làm việc tốt, chứ không phải để thực hiện những hành vi trái với luân thường đạo lý. Dù không biết lời nguyền xuất phát từ đâu, nhưng mà cái câu chuyện về chuyện chia tay, chia ly trong tình yêu khi mà ghé thăm ngôi chùa này đã góp phần tạo nên cái sức hấp dẫn của ngôi chùa Thiên Mụ. Và đó cũng chính là lý do mà vì sao rất đông du khách tới đây viếng thăm